Muốn như thế nào? Đừng mặc quần sọt quá ngắn. Em bị dị ứng. Mẫu của em là giống như anh Quyền Linh vậy đó. Vừa giỏi giang trong công việc, rồi giúp vợ đảm đang việc nhà. Mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh ạ. Mời bạn nữ. Rồi, chào bạn. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em chào tất cả các bạn đang trong trường quay cũng như các bạn đang xem đài. Em tên là gì? Dạ, em tên là Thanh Tuyền, năm nay em 27 tuổi. Hiện em là nhân viên BG của siêu thị. Hơi rung phải không? Dạ. không có sao rung nhưng mà nói rất là chững chạc rõ ràng ha. Rồi, mình nghe bạn nam giới thiệu coi bạn nam bao nhiêu tuổi, làm gì nè. Xin chào quý khán giả đang xem chương trình ạ. Chào Quyền Linh. Dạ, chào chị Cát Tường ạ. Em tên là Trương Đình Duy, năm nay em 28 tuổi, sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Làm gì em? Dạ em làm công nhân ạ. Công nhân, cụ thể làm gì? Em sản xuất phụ liệu may thôi ạ. Nãy chị chưa hỏi Tuyền là Tuyền ở đâu? Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh. Chà, rồi ở xa mình yêu đương hẹn hò ở xa bạn có ngại không? Dạ em không ngại. Dạ thưa chị đi có xa chăng nữa thì em vẫn đi tới nơi ạ. Em nói em làm ở trong siêu thị là làm sao? Dạ em bán hàng trong siêu thị á chị. Rồi mình làm theo ca hay là mình làm cả ngày, mình làm bao lâu? Có nghỉ dạ, được em, ngày nào? Em làm từ 1 giờ trưa đến 9 giờ tối chị. Ngày nào cũng làm hết? Một tháng em được nghỉ 2 ngày. Mình đã có mối tình nào chưa? Mối tình chính thức thì chưa có chị. Mối tình giống như là trẻ con thì có chút. Tình đơn phương hay là gì đó. Tình chứ đơn mà... phương nữa hả? Ví dụ như người ta thích em mà em không có thích người ta. Hoặc là em thích người ta không có thích em. Nhưng em có hiểu lý do tại sao mình không có một người bạn trai không? Em nghĩ là mình nói hơi nhiều, nhiều khi người ta cũng không có thích. Với lại nhìn bề ngoài của em á thì em tròn với em đen, có lẽ là không có thu hút được bạn trai. Bạn trai có thích người con gái hơi có da có thịt một chút không? Dạ nói chung là mẫu của em thì không có kén chọn hay bất cứ một cái gì cả. Mẫu của em chỉ là đồng cảm là được rồi chị. Bạn có mối tình nào chưa? Dạ chỉ có một. Bao nhiêu năm? Dạ kéo dài tới 4 năm 6 tháng. Ta một số ấn tượng nha. Có thể nói cụ thể bởi dạ, vì nói chung về kinh tế gia đình. Tức là kinh tế. Bây giờ là bạn đã chuẩn bị cho cái việc mình lập gia đình chưa? Dạ em đã sẵn sàng từ cách đây 2 năm rồi anh. Là sau khi chia tay mối tình đó là mình rút kinh nghiệm mình sẵn sàng luôn hả? Dạ. Bây giờ mình đã chuẩn bị được gì rồi nè? Em có tích góp được một số vốn, cũng có một cái khu nho nhỏ nằm ở trên Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Như vậy cũng ổn định rồi ha. Dạ. Bạn nữ mình nghĩ là bao nhiêu lâu mình sẽ kết hôn được? Dạ nếu được thì khoảng 1 hay 2 năm. 1 hay 2 năm. Dạ. Bạn có ưu điểm gì không? Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, biết lắng nghe, biết quan tâm mọi người. Bạn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Mẫu của em là giống như anh Quyền Linh vậy đó. Vừa giỏi giang trong công việc, rồi giúp vợ đảm đang việc nhà. Tại em hay coi chương trình của anh Quyền Linh nấu ăn á. Trời ơi, anh đứng trên chương trình TV anh vậy thôi, chứ về nhà vợ anh làm không hả? Anh có làm em không? Em thích là có một người như vậy để cùng nhau mà chia sẻ chị. Bạn trai có chịu có phụ bạn gái làm việc nhà đồ đỡ đần công việc không vậy? Dạ, quan điểm của em thì nhất mẹ xong rồi mới tới vợ. Đúng rồi, ai cũng vậy thôi. Dạ. Mẹ là số 1, ba mẹ là số 1. Hiện giờ mình đang sống với mẹ hả? Dạ, hiện giờ em đang sống với mẹ. Thì phải về làm dâu hả bạn? Em tôn trọng ý kiến của bạn em chứ em không theo nhất thiết phải là theo ý của em. Nhưng bạn có chịu lên thành phố ở không? Dạ, nếu lấy sẵn, nhau. Em sẵn sàng em chuyển về ở. Ồ, vậy thì cũng dễ mà. Nãy anh nói mẹ là nhất mà anh lên thành phố ở vậy anh bỏ mẹ trai anh. Không, có nghĩa là mẹ đi theo luôn chứ không phải là bỏ mẹ ở lại. Gia đình anh đông anh em không ạ? Hiện tại thì mình còn một đứa em trai và cũng đang đi làm. Gia đình em cũng có hai chị em cũng có một em trai đang đi làm. Em cũng sống chung với mẹ. Rồi. Nếu bây giờ ngược lại bạn phải về với Biên Hòa sống thì bạn có chịu không? Dạ chịu, tại vì mình lấy chồng thì mình phải theo chồng. Cặp này được ha, tốt. Cái mẫu người của em muốn như thế nào? Em không có một cái tiêu chí về mẫu bạn gái của mình như thế nào. Chỉ đồng cảm thôi đúng không? Dạ, có hai cái do là em tối kỵ. Thứ nhất là đừng mặc quần sọt quá ngắn. Em thấy hay mấy cái mẫu bạn mà mặc quần sọt nó ngắn á. Là cái đó em hầu như là em bị dị ứng. Yên tâm đi. Sao anh? Vậy? Dạ, mặc chị đẹp thôi, cũng si tin, cũng khỏe. Chị mặc là quần là ngắn sát luôn á. Không, đầm thì được. Quần sọt có làm sao đâu, quần sọt. Trẻ trung năng động. Quần sọt rin đồ này kia bình thường, bụi đẹp mà. Không, em thấy nó sao sao á chị. Trời đất ơi. Điều gì nữa rồi, không thích gì nữa? Dạ, sơn bóng tay bóng chân. Sơn bóng tay bóng chân đẹp chứ mắc gì không cho sơn. Dạ, nó... Đưa tay ra coi, người ta đẹp mà.
Ủa làm gì con trai để cái móng tay về ngoặt mình thấy ghê vậy? Dạ không, cái công việc của em mới cần móng. Làm gì? Dạ bên nó tháo chỉ. Tháo chỉ, tháo phụ kiện thôi. Cô thiết kế cô bên này mặc quần sọt đi hẹn hò. Ghét quá. Anh ơi lỡ hôm nay em đi mặc quần sọt thì sao anh? Ờ đó, thí dụ dạ, gì đó. Nó nếu mà lần đầu thì không sao đâu. Tại vì coi như lần đầu cũng như lần cuối không như chưa biết. Trời ơi, cái gì? Anh là bảo thủ dữ vậy? Anh nói gì vậy là chắc anh ở nhà anh là người có tính gia trưởng lắm phải không? Không, không, anh không gia trưởng. Tại vì không phải là gia trưởng đâu. Nếu em cảm thấy đẹp thì em cứ mặc bình thường. Nhưng mà đừng có thái quá. Theo em nghĩ nè, người ta thích mặc quần sọt thì cứ để ta mặc. Dạ. Mình chỉ góp ý nhẹ thôi còn không được thì thôi. Dạ. Bởi vì nhiều khi chân ta đẹp, chân ta dài, trắng thôi để ta mặc. Dạ. Khi nào chân có ghẻ không mặc thì thôi thôi chứ. Đúng không? Dạ. Nay Tuyền đi đến đây có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ em đi cùng với em trai và bạn. Vì em giống nhau ghê. Dễ thương mà. Dạ em ai cũng tròn đều vậy đó. Hai chị em dành ăn nhau dữ lắm nè. Anh nhìn em trai của em sao là em bên này cũng vậy á anh. Dạ không, chào, chào bạn. Đâu có tròn gì đâu. Tròn đẹp. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Thấy anh trai bên đó như thế nào? Dạ, anh đẹp trai á chị. Cao cao thấy anh hiền á. Ở nhà chị mình có tánh xấu gì không? Dạ, thì chắc chị hay nói nhiều á. Anh trai có muốn nói gì với em trai không? Hai người đàn ông dễ nói chuyện. Dạ, trước mắt hay gặp mặt thì biết mặt được rồi. Khi đến khi mà mình hậu sau này á, mình sẽ tìm hiểu và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Dạ. Bạn trai mình có đi với người thân không? Dạ hôm nay em đi với mẹ. Có rồi. Mẹ. Dạ. Con rồi. Cô thấy tình hình hai cháu sao cô? Dạ chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Dạ. Dạ thấy cô bé này cũng mát mẻ, cũng mềm mềm dễ thương. Bình thường ở nhà thì anh có cái tánh xấu gì không cô? Đi làm về mệt là ngủ hừ là rên. Rên gì lắm. Rên hả? Dạ không. Nghe ngủ ngáy chứ rên là rên sao? Ngáy. Dạ, được rồi. À, chào bạn, mát mẻ ha. Dễ thương mà. Dễ thương. Mẫm mỉm luôn mà. Múp mít. Mập mạp luôn. Dễ thương. Có muốn nói gì với bác không? Bác chào bác đi. Con chào bác. Con muốn nói nhưng mà con run quá, không dám nói bác ơi. Không sao đâu, cứ bình tĩnh nói đi em. Nói đại đi, nói đại đi. Đâu có giữ đâu mà con, bác hiền mà. Nói đi, nói. Bác rất là hiền. Thì lúc nãy anh cũng nói, một là con sẽ đi về Đồng Nai, con sống cùng với lại gia đình. Còn nếu mà con không chịu, con muốn sống ở đây thì gia đình sẽ lên sống cùng con. Mà anh nói là anh xem mẹ là nhất, thì ai cũng vậy thôi. Nếu như con không chịu về dưới, con không chịu theo anh thì anh lên đây rồi anh sẽ rời xa bác, thì lúc đó bác có còn yêu thương con không? Không, cái này cô nói lại, cô còn một đứa con nữa, một thằng em nữa. Ví dụ như bây giờ nó theo vợ, nó ở vợ thì cô vẫn còn một đứa con nữa, cô ở với đứa kia. Con thì sao? Con chỉ hỏi, con nói vậy thôi. Chứ thì lấy chồng thì chắc chắn là phải theo chồng làm dâu. Nhưng mà thấy bác sao? Dạ, thấy bác hiền. Có hậu á, mặt có hậu á. Cảm ơn chú Quyền Linh. Dạ. Thương con là chắc cũng thương dâu. Đúng rồi, thương lắm. Cái điều đó là đương nhiên rồi đó. Nhưng mà về dưới lo cho bác thời gian là coi như con ruột luôn rồi. Dạ. Đồng ý không? Đồng ý về Đồng Nai không? Dạ đồng ý. Đồng ý rồi xong. Cô này rất là thông minh. Thôi chúng ta sẽ gặp gỡ nhau nha. Kéo màn lên. Ba mẹ nào cũng thương con, quan trọng là mình đồng ý hay không thôi. Múp ma, múp míp, mũm mỉm, mát mẻ, minh mẫn, mập mạp. Thôi. Mời. À, chào bạn. Nói chung là cũng mập mạp, mệt mỏi. Mệt mỏi rồi, mệt mỏi hả anh? Anh mới nhìn thôi là anh mệt mỏi rồi không, đó hả? Không, mệt mỏi thì không có đến nỗi nào đâu. Càng tốt. Như lúc nãy anh đã nói thì mẹ là nhất, xong tới vợ. Nếu mà một mai á, em mà có về hay là anh sẽ đi theo á, thì anh sẽ dắt mẹ theo. Như mẹ cũng đã nói thì mẹ còn một đứa em nữa. Thì mọi quyền quyết định á, thì anh cũng lúc nào cũng tôn trọng em hết. Lần đầu tiên gặp gỡ, cảm nhận thế nào? Còn mệt mỏi không anh? Hết rồi. Không dám nhìn mệt mỏi rồi. Dạ. Thôi lắc đầu. Dạ, hết mệt mỏi rồi. Em cảm nhận về bạn trai thì cũng hiền, cũng dễ thương. Nhưng mà ở trong lòng em có một cảm giác giống như là bạn ấy gia trưởng lắm. Không, không, anh đã nói rồi, anh không có gia trưởng. Thề đi, thề đi. Thề, ai tin anh? Có anh. Em tin. Có nếu như anh, em tin anh thề. Nếu như em tin thì anh sẽ thề. Vấn đề quan trọng giờ rút cái cuối xong mình bấm nút ha, bấm nút nào. Vậy có cho mặt quần sọt không? Trời ơi, vậy mặt quần sọt là quá mát luôn anh. Vậy mặt quần sọt ai coi anh? Con mát luôn, đâu sao mặc quần sọt. Về dắt bạn gái đi tập thể dục nha. Ok.
Bây giờ chúng ta nói chuyện để hiểu nhau hơn, nói chuyện thoải mái để có thể đi đến một cái điều gì đó xa hơn. Quan trọng các bạn có quyết định cho chúng ta một cơ hội không? 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi, tại sao bạn nữ lại không bấm nút? Dạ, tại vì cái tính em á thì cũng như em trai em cũng chia sẻ là em nói nhiều. Mà lúc nãy anh vừa gặp em thì anh nói anh mệt mỏi. Em sợ là sau này em nói nhiều á anh sẽ càng mệt mỏi thêm. Tại cái chữ đó thấy không? Hồi nãy cái chữ nó hớ hả? Bậy sao? Bạ không, không, cái em chỉ đáp theo cái kiểu mà mập mập, mũm mỉm kèm theo cái chữ hai chữ mờ cuối cùng. Nó vui cuối cùng hậu quả nó vậy thấy chưa? Chỉ có vậy hai sao chữ... lúc nãy anh không nói với em là anh nói vui? Ừ. Trời ơi, thiệt tình luôn, chỉ có mệt mỏi thôi mà không bấm nút. Thì ví dụ cho bấm lại thì bạn có bấm không? Dạ, nếu mà bấm lại thì chắc em cũng không bấm đâu mà. Tại sao? Không phù em hợp? Không phải là không phù hợp mà em cảm thấy... Chưa có rung động? Chưa có rung động. Với lại em với bạn ấy đi cưới, người ta nói số 10 đó. Số 10, số 10 hơn số 9 mà. Không sao. Thôi nhưng mà... anh đừng có buồn thì không, mình đâu. Cũng có thể là bạn của nhau mà. Dạ, cũng được, không sao hết. Không sao cả. Đấy, dạ. Mai mốt mình nói gì mình cũng gọi là người ta gọi uống thân lưỡi trước khi nói ha. Nhiều khi lộn đó, đôi khi người ta hiểu lầm thôi chứ không gì trơn á. Dạ. Không, bạn trai thì dễ thương mà, nó cũng rất là chững chạc. Yêu thương mẹ chắc chắn, yêu thương những người xung quanh mình rồi. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng các bạn cặp loa của Soundmax i5 gửi tặng các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Em không thích một người đàn ông là dư sừng. Mẹ em kêu á, mập quá đi ra đường này có mặc quần đùi. Trai nó mê, nó ghê. Hài hước không đúng chỗ cũng là hậu quả rất nghiêm trọng. Chúng ta rút kinh nghiệm. Không sao, vẫn tôn trọng quyết định của các bạn ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hạ Màn. Mời bạn nam. Mời bạn. Mời bạn nữ. Rồi bạn ngồi đi. Bây giờ thì hai bạn đã bước ra sân khấu rồi, chúng ta sẽ giới thiệu về mình. Dạ em tên là Phạm Văn Công, năm nay em 28 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình và hiện tại em công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Công tác về làm việc gì bạn? Dạ em làm bên giám sát thi công máy phát điện. Tức là bạn học kỹ sư điện ra đúng không? Dạ em kỹ sư ô tô. Kỹ sư ô tô ra. Dạ. Rồi bạn nữ mình giới thiệu về mình. Em tên là Dương Thị Xuân Điểm. Điểm là điển trai đúng không bạn? Điểm 10 á anh. À điểm á hả? Dạ. Dạ. Em quê ở Bảo Lộc, em 25 tuổi và em đang làm KCS, quản lý chất lượng trong công ty thời trang. Coi như hai bạn này có thể chung một cái nghề gọi là nghề giám sát kiểm tra chất lượng đó, đầu ra đó, ha, rất là quan trọng. Nếu theo quan điểm của tôi là hai bạn hơi khó tính. Phải khó chứ người ta mới nghe. Trời đất ơi, mình có biết nguyên nhân tại sao mà mình không có bạn trai không? Chắc do thời gian làm việc của em quá nhiều và em kén chọn. Kén chọn là kén sao? Xưa giờ em cứ nghĩ là đi học thì em không quen ai. Tới khi đi làm thì em chỉ nghĩ là quen một anh trong công ty hay là gì đó. Nhưng mà sự thật thì khi vô công ty á thì có vợ, có người yêu hết trơn. Mà sao có tư tưởng là cái tán tỉnh em. Mà em thì sợ bị đánh ghen với tạc axit như trong phim á. Thôi bỏ chạy trước khi bị hành sự. Vậy là đâu có gì đâu kén. Kén là mình phải đặt ra cái tiêu chuẩn gì đó, phải vậy vậy mới tiếp cận được mình. Cái đó mới gọi là kén. Tiêu chuẩn của em thì dễ lắm. Chín chắn, đàng hoàng, hiền. Không sống thử trước hôn nhân. Không ba láp ba xàm. Ba láp ba xàm là sao? Là tào lao á chị. Cứ giỡn kiểu quá độ mà giỡn vô duyên quá là em không thích. Ủa bạn trai bên kia có tào lao ba láp ba xàm không bạn? Dạ không chị, em vui tính thôi. Vui tính nhiều quá khi lố quá thành ba láp ba xàm. Đúng rồi. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 4 mối tình. Dữ vậy hả? Em là người bị cắm cái sừng. Rồi, mối tình gần đây nhất là mấy năm? Mối tình gần đây nhất là gần 1 năm ấy. Rồi tại sao cô bỏ em đi đấy? Tại vì là lúc đấy em đang còn đi học và cái điều kiện em chưa có đủ để mà cô ấy mà gọi là nơi tựa vào. Thì cô ấy chọn một cái người là điểm tựa của cô ấy. Cái đó cũng là không trách người ta được. Cái lỗi cũng là do mình, bởi mình cũng chưa đủ sức để đảm bảo
cái cuộc sống cho người ta. Dạ. À, đúng là mình phải tự trách mình nhiều hơn. Tại sao mình cố gắng đi nỗ lực hơn nữa để mình lo vô toàn cho người ta. Dạ. Bạn nghĩ mình có ưu điểm gì không? Dạ, ưu điểm của em thì hay hát và nấu ăn cũng khá là ngon. Hay là chia sẻ công việc nhà cửa thì cái đó là em rất là ok. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là hơi nóng tính chị. Chỉ nói to tiếng xong rồi lại mình đi ra ngoài thôi. Nóng tính cũng không phải là một cái điều tốt. Mẫu người lý tưởng của điểm là như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em là giống ba em. Hiền lành. Hiền lành. Chân thật. Yêu thương vợ con. Điều gì em không thích ở người đàn ông? Em không thích một người đàn ông là dê sồn. Em nhiều người dê lắm, sao nãy giờ thấy nhấn mạnh, nhấn tới, nhấn lui. Mẹ em kêu á, mập quá đi ra đường này có mặc quần đùi. Trai nó mê, nó dê. Em không biết, nhưng mà đa số là gặp những anh chàng thường cái mặt gian gian thì mình không thích hết. Mặt dê đó là sao em? Mặt gian gian. Mặt gian gian là mặt sao em? Mặt gian gian là mặt sao? Điểu điểu. Điểu điểu. Điểu là gian á hả? Chứ mình thích cái ngoại hình người như thế nào? Ngoại hình thì em không quan trọng, em không thích người quá ốm. Chịt rồi em, anh ốm rồi sao em? Trời ơi, rồi xong. À, em chào chị. Số 10 nữa rồi. Số 10 rồi chị ạ. Quay mặt tôi nhìn coi có gian hay không? Nhìn gian không chị? Chắc cũng có gian quá à. Gian nhiều không chị? Chút chút. Chút chút. Mà bản thân mình thấy mình có gian gì không? Dạ em không có gian chị. Có dê không? À, tất nhiên mình có dê chị. Có sồm không? Không có sồm chị. Có ba sàm ba láp không? Dạ không chị. Em thích điểm gì nhất ở người phụ nữ? Dạ em thích người phụ nữ quan tâm gia đình. Mình đã chuẩn bị gì để kết hôn chưa? Tìm hiểu, nếu mà được thì cuối năm. Cái cặp đôi ngoại hình này sao bất ổn quá nha ta. Đâu sao, quan trọng gì đâu. Không phải, tại nãy thất bại cặp kia rồi nên cặp này hơi lo. Hồi nãy em giới thiệu em nói em ưu điểm em hát hay đúng không? Bây giờ mình lấy cái giọng hát mình bù lại ngoại hình coi. Em hát một bài mà 4 khúc được không chị? Là sao? Một khúc đặc trưng của miền Bắc, một khúc đặc trưng miền Nam. Trời ơi. Một khúc đặc trưng của miền Trung và một khúc để tặng mình gái bên kia. Rồi. Ba khúc. Ba quan ni một chiếc là chiếc thuyền nan. Có về là về với hội, có cái duyên có. A du hỡi ơi mây dấu tình rằng. Đó là khúc của miền Bắc, khúc miền Trung. Khỏi giới thiệu cứ hát 4 khúc đi. Tôi nhớ đến em. Tôi nhớ đến em chiều hè vương nắng. Rơi rơi sân trường phường hồng mơ ước. Dáng em đi về hòa tan trong Huế. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bang đổ Việt Nam. Ngài chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Tặng bạn gái. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi. Mình cùng chung lối nhé em người ơi. Em cảm nhận như thế nào về giọng hát của bạn trai điểm? Cho mấy điểm? 10 điểm. 10 điểm. Em ơi, trong 4 khúc em thích khúc nào em? Em thích khúc cuối. Khúc cuối. Rồi, 4 khúc giờ được ổn rồi ha. Được, dạ. Được. Hy vọng giọng hát của em lấy điểm lại ha. À, mình đi hôm nay có người thân đi theo không em? Dạ em đi với anh chị và em trai ạ. À, chị ruột á hả? Dạ chị ruột. Rồi sao chị nhon vậy? Chào chị. À, dạ chào chị. Chị thấy em trai ở bển sao? Dạ thấy cũng được. Thế ngoại hình thấy sao? Dạ cũng ổn, ốm thì mình nuôi cho mập đâu có sao đâu chị. Đó, chị dễ tánh hơn thấy không? Em trai thấy được không? Dạ thấy cũng đẹp trai. Bạn trai có đi với ai không? Dạ em đi với anh trai của em. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Anh trai đẹp trai dễ sợ không? Thấy tình hình em gái tương lai mình được không anh? Dạ cũng dễ thương anh, trắng trẻo, đầy đặn. Nói chuyện cũng có duyên. Có duyên nhưng mà về ngoại hình sao? Dạ thấy mình tốt. Tốt? Tốt cái gì? Dạ thấy khỏe mạnh. Thấy là cũng được rồi. Tình cảm của hai em thì các em tìm hiểu. Anh thì cũng là luôn luôn là đồng tình ủng hộ thôi. Anh trai ủng hộ rồi, bên đây chị gái ủng hộ rồi. À, Linh ủng hộ không? Anh hả? Chào anh Linh. Dễ thương mà. Không, thế này được rồi, đừng xuống nữa. Anh thấy về ổn rồi đó. Mập mập, mấp mép, mấp mép. Ú ú, luồn luồn. Không hot girl, nhưng rất là dễ thương. Quá dễ thương.
Qua dặn nha, dặn kỹ nha. Để dặn kỹ, dặn kỹ thì rút kinh nghiệm nha, đừng đi theo vết xe đổ. Có cái vụ, có cái vụ kia là mập mập múp míp mũm mĩm mệt mỏi, bỏ từ mệt mỏi ra ha, mà thêm vô cái từ khác là mê mệt. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi ha. Mê mệt, mập mập múp míp mũm mĩm mê mệt. Dạ ha. Rồi bây giờ sẽ cho hai bạn 2 phút để trò chuyện với nhau nha. Cảm ơn lắm nha. Dạ. Quay mặt qua luôn. Tặng em món quà đầu tiên. Em thấy anh thế nào? Dạ, thấy anh cũng ấm quá. Hôm qua em sàn cho anh chút nữa được nhỉ? Anh thấy em như thế nào ạ? Ừ, dễ thương, trắng trẻo. Em... gì đó? Em hay về nhà không? Không về nhà đi đâu. Hỏi cái gì mà? Em có hay về quê không ạ? Dạ là có. Khi nào được nghỉ trên 2 ngày thì em sẽ về ạ. Bây giờ hai bên đều là kiểm tra chất lượng. Các bạn kiểm tra nhau coi thử coi mỗi người được bao nhiêu phần trăm. Dạ em chấm được 80 điểm. Em chấm anh mấy mươi điểm nếu mà kiểm tra hàng hóa trước khi xuất đó. À, hàng này chưa xuất được, chưa đủ ký. Chưa đủ ký xuất không nổi. Nuôi mà cho ăn hoài mà sao nó không phát triển. Chưa em đủ có ký. Có cách nào mà để cho nó mập lên không em? Về chị em nuôi cho. Sao chị em nuôi? Chị nuôi là sao? Tại vì em mà ra ngoài sống thì em sẽ ốm, mà em ở với chị em sẽ mập. Em nên ra ngoài thời gian. Đi vậy em xuất ký thì sao? Xuất ký, nó xuất ký càng tốt mà. Nhưng mà đừng có sợ anh không có dễ sồn. Bạn kiểm tra mặt da không? Nãy chị thấy hơi gian gian đó, giờ em dòm em thấy sao? Thấy có gian đúng không ạ? Không gian. Trời ơi, mặt gian gì mà nó không gian. Giờ nói một câu gì tỏ tình với nhau cho nó ngọt ngào xíu đi rồi mình quyết định bấm nút hay không nè. Mà cái chuyện múp míp thì được không? Dạ được anh, em thích con gái múp míp mà. Quá được luôn chứ, khó tìm lắm nha em, nó thiệt luôn á. Dạ, em làm bạn gái anh nha. Tự nhiên em làm bạn gái nha, lẽ người ta nói ừ, dễ gì ừ, dễ vậy. Phải nói cái gì nó tình cảm vô, nói chuyện khác đi. À, anh luôn mong muốn là cùng với em đi suốt cuộc đời này. Nói vậy mình còn nghe có được chứ. Hết giờ, đây. Suy nghĩ cho kỹ, đây cái nút. Đây. Nút đôi, Linh. Quyết định thật kỹ xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không, cho nhau một cơ hội hay không. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Ủa sao bạn gái bấm chậm vậy? Bấm có bấm mà bấm nhẹ chứ phải bấm chậm, bấm mà nhẹ. Nút bị gì á? Bị gì đâu, tướng nó bự vậy mà bấm nghe hiều à. Phát hiện ra là bạn trai bối rối có nghĩa là không, em không bị rối lắm đâu. Nắm tay nhau cái coi. Loạn luôn hả? Cho nắm tay không em? Nắm đi, người ta đánh nó chạy không kịp á. Em kiều mạnh khỏe lắm nha. Gây lộn thổi cái bay luôn á. Đây, tôi xin gửi tặng các bạn cặp loa của Soundmax i5 gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Những chiếc vé xem phim, chúc hai bạn sẽ có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn. Mong rằng chúng tôi sẽ nhận được thông tin rất là tuyệt vời từ hai bạn. Hai nhân vật nam của ngày hôm nay. Trời được không hả chị Đồng ơi? Trời gì vậy, diễn thời trang luôn hả? Hôm nay là nhà trai là hot lắm nha. Mời hai cô gái của mình đi nào. Wow, 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 trời tuyệt phẩm, tuyệt phẩm. Ủa cái gì tuyệt phẩm? Đây một vị trí cô gái nào ngồi cái ghế đỏ rồi nó leo lưỡi luôn á. Em giới thiệu về mình đi. Trước tiên thì em kính chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và khán giả. Em tên là Phương Thảo, em năm nay 27 tuổi và em đang làm sale bên lĩnh vực xuất nhập khẩu, quê em ở Gia Lai và hiện tại đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ
Xin hỏi chàng trai ghế màu đỏ, hãy giới thiệu về mình đi. À, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt. Chào các bạn ở hội trường. À, mình tên là Lê Phước Tài, dòng dõi thứ 1.500.000 của Lê Lợi. À, công việc chính mình hiện tại đó chính là làm người dẫn chương trình. Hiện tại làm việc thì khắp nơi ở Việt Nam, miễn sao bút đi đâu làm ở đó. Và cái tuổi của mình hiện tại chính là 29 tuổi. Trời ơi. Ê, bữa nay lên đây không ai trả cách xe đâu nha. Mục tiêu đến đây là không cần cách xe. Chỉ cần có người đem về. Phải xác định rõ mục tiêu. Được. Rồi, bạn lên ghế áo xanh giới thiệu luôn đi. Dạ, em tên là Dương Phương Tơn. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại đang là kỹ sư detailing của công ty nhà thép Tiền Chế. Vui ở đâu? Dạ, em ở thành phố Buôn Ma Thuột. Dạ, làm việc ở Sài Gòn. Rồi, ngon lành. Em giới thiệu mình đi. Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Em chào quý vị khán giả và các anh chị. Em tên là Nguyễn Vũ Tiệp Nhi. Em nhỏ nhất ở đây, em 24 tuổi. Dạ, em làm công việc tổ chức sự kiện của một công ty truyền thông. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn ạ. Rồi, cho Nhi giới thiệu luôn ưu điểm, nhược điểm luôn đi. Dạ, cái này hơi khó trả lời. Tại vì em thấy mình cũng nhiều ưu điểm á. Kể ra thì hơi chiếm sóng chương trình. Được hết, anh ngồi tới sáng luôn cũng được. Dạ, vậy thì em nói gọn thôi là ưu điểm của em là Nổ. Dạ, cái gì em cũng giỏi hết á. Hầu như em không có khuyết điểm ạ. Anh mới vừa thấy khuyết điểm luôn á. Khuyết điểm của em là hơi tự tin một xíu thôi ạ. Bạn trai ghế xanh kia bị áp đảo không vậy nè? Ấn tượng chị. Dạ, nếu mà em có cơ hội thể hiện tài năng ra, đảm bảo áp đảo mới nói. Thấy hai đứa trước tiên là hợp cái vụ tự tin rồi đó. Ưu điểm khuyết điểm của em là cái gì? Em chịu khó lắng nghe người khác, nó ăn được, lại hay thích chơi thể thao ạ. Khuyết điểm của em là não cá vàng. Công việc có quên không? Dạ, công việc thì không quên, mà những cái việc nhỏ nhỏ như là cái chùm chìa khóa mình đông để đâu đi thiếu mình quên liền, với lại hay delay. Ủa, đi làm mà có delay rồi sao? Dạ không, kiểu như là em hay muốn là công việc đó mình làm một chỗ luôn một lần, chứ phải là làm chút. Không liên quan gì tới cái chuyện đi trễ. Đi trễ thì em không bị trễ được rồi. Chứ delay là cái gì? Delay là mình trì hoãn công việc đó chị. Tôi không biết mà tôi đi máy bay mà tôi nghe delay là tôi biết máy bay bay trễ rồi đó. Giống như là ăn sáng mình delay chị. Quay qua với anh Tài của tôi. Anh còn tài gì anh thể hiện luôn đi anh. Em chỉ có duy nhất cái tài lớn nhất là cái tên em thôi. Còn khuyết điểm thì nhiều lắm. Nói nhiều nè. Hồi xưa quen con gái có đâu khi là mình nói chuyện là mình hay nói với bạn bè mình trước mặt là nó. Nhưng mà nó nói trước mặt bạn gái luôn hay là nói sau lưng thôi? Cũng có nói luôn sau lưng, trước mặt chuyện nói em hay mặt lắm. Trời ơi, em được cái thế mạnh là em thẳng tính rồi đó Tài. Dạ đúng rồi, thẳng tính Đạt. Còn thêm cái tật nó khùng khùng nữa. Ai khùng? Em. Tưởng nó nói chị với Đạt khùng chứ. Dạ, em đâu dám nói gì đâu. Dạ. Cái khùng nên... đó là cái thế mạnh hay thế yếu em nè. Dạ, nó cũng là một cái thế mạnh, cũng là một cái thế yếu anh. Nhưng mà nói nhiều mà nói đúng hay nói nhiều mà nói bậy? Có những chỗ đúng, có chỗ không đúng. Em có sở trường làm ta vui rất dễ, rất nhanh. Và khi người ta lên tới đỉnh điểm xong để chuyển qua cục xúc luôn, để chửi lại mình luôn. Cái bạn nữ nè, nãy giờ cười hoài. Bây giờ em nói đi, đừng cười nữa. Biết răng đẹp rồi, biết mũi cao luôn rồi. Dạ, em biết em đẹp, biết em đẹp. Thiệt hay vậy, sợ đáo đẻ chứ. Điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là vui vẻ, hoạt bát. Có một cái đó là em học hỏi khá là nhanh. Nhược điểm lớn nhất của em đó là em rất là nóng tính. Ví dụ như bạn nam mà làm một cái gì đó cho em cảm thấy không hài lòng á, em sẽ thể hiện sự khó chịu ngay lập tức. Và đặc biệt là trong một mối quan hệ á, khi mà bạn ép buộc mình rằng là mình đã làm như vậy là sai mà mình không hề sai, thì có thể là xảy ra vũ lực luôn. Một cú đá sừng phi hay là sao? Dạ nhiều lắm anh. Hồi xưa em có học võ của Việt Nam. Bây giờ chị mới hiểu cái từ em nói cực phẩm hồi đầu. Mỗi người mỗi màu sắc, người ta có quyền. Được. Mà đẹp như vậy mà không lẽ bị ếm, phải nhờ đến ông hai bà mối mình đúng không? Tại vì ai cũng nghĩ là đẹp, có nhiều người yêu nên thành ra mọi người cứ nghĩ là em có người yêu, nhưng thật ra em ế. Em nghĩ tại vì mình ế là tại mình nóng nảy và nóng tính không? Vừa sai một cái là... Ngon nha, nhà trai coi chừng lép vế nha, phải cố gắng thể hiện bản thân lên nha. Rồi mình nghe tình trường của các cô gái nè. Em có hai mảnh tình vắt vai rồi. Mối tình đầu là quen từ hồi lúc em học cấp 3, thì bạn đó ở chung quê với em luôn. Và hai đứa lớn lên cùng nhau giống như là thanh mai trúc mã vậy đó. Mối tình nó được mấy năm?
Dạ chắc 7 năm á chị Tường. Thôi, nhưng mà là hai đứa kiểu như bạn học chung nối khố luôn á phải không? Dạ đúng rồi, bằng tuổi nhau. À, rồi kêu nhau là kêu tên hay kêu anh em hay kêu mày tao? Dạ hồi xưa kêu mày tao, xong rồi đến khi lên cấp 3 kêu tên, rồi đến khi lên đại học chuyển thành anh em, rồi đến giờ chia tay kêu tên. Ê mà mấy đứa mà thân với nhau mà kêu mày tao hay quýnh lộn nhau lắm, em có không? Dạ có chị, em nói chị là em có. Em rất là nóng tính nên thành ra là có quýnh lộn đó. Trời đất ơi, tôi hỏi chơi mà có thiệt luôn hả? Rồi quýnh đứa nào thắng? Dạ đương nhiên là mình không bao giờ thắng được. Hú hồn. Chia tay là đúng rồi. Dạ, trời đúng. Ơi trời, cho một cuộc đấu võ mà tự nhiên người đàn ông ăn người phụ nữ cũng không hay mấy. Và cuộc tình thứ hai? Đến một cách chóng vắng và đi một cách chóng vắng. Bao lâu? Dạ chắc cỡ mấy tháng thôi chị. Đối với em thì một khi em đã quen bạn đó rồi thì em sẽ có xu hướng là muốn ổn định gia đình. Nhưng mà bạn thì vẫn muốn bay nhảy. Nên thành ra là không có hợp. À dạ. Bạn trai bên ghế màu đỏ kia sao nãy giờ im lặng quá vậy? Hồi nãy lí 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 mà. Tại em đang nghiệm lại cái vấn đề võ thuật. Dạ. Hồi nhỏ em cũng có học võ. Dạ được một tuần lễ. Em có học cái chiêu mà mình đồng gia sắc không? Dạ không có đồng mình đồng gia sắc. Bình thường là em có thói quen là đưa đầu qua đỡ chứ. Em là người chuyên đi đầu. Rồi tình trường mình sao nè? À, em có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là một cái mối tình nó khá là đẹp với em. Bởi vì cái mối tình đó giúp cho em nó thay đổi hoàn toàn cái bản thân của em. À dạ, idol của em. Ngon. Rồi cái mối tình đó kéo dài được bao lâu? Khoảng tầm hơn 9 tháng. Có thể là lúc đó em trẻ trâu quá, em là một thuộc dạng là khá là nóng tính. Thì hai bên đều có cái tôi nhất định. Mà lúc đó thì mình cũng chưa trưởng thành về trong trải nghiệm cuộc đời hay là cuộc sống như này kia trong tình trường nữa. Cho nó qua luôn. Mối hai. Mối thứ hai là em mới quen cái bạn này là bạn đó cũng học nghề hướng dẫn viên. Nhìn nhau một cái tự nhiên cảm giác như là lay động gì đó. Quyết định quen nhau luôn. Mấy tháng? 6 tháng. Rồi sao chia tay? Gia đình em cũng người dạng khó khăn. Nên là em lúc nào cũng là có cái tư duy là hơi hành bạn gái chút xíu là chỗ là em phải thế này nè, nó sẽ giúp cho em tốt hơn. Thôi gia trưởng quá. Mối tình em không ép buộc cái gì hết. Rồi mối tình thứ ba đi. Mối tình thứ ba thì mấy tháng? 3 tháng. Trời ơi. Thấy chưa, đặt tên tài mấy tháng. Coi như là 3 tháng hè bé nó về quê chơi thôi. Cô gái đó là một người bạn thân thiết từ nhỏ tới lớn với một người bạn thân của em. Trong một lần đó là mùng 3 Tết năm 2017. Em về em chơi Tết nhà chỉ bạn em. Chỉ có phụ nữ mới kỹ tính đó. Như vậy thôi. Là khi mà nói chuyện với bạn đó thì bạn đó cũng trùng hợp với em là em cũng họ Lê, bạn đó cũng họ Lê. Mà có cái tình cờ rất là thú vị đó chính là hai đứa là giống như kiểu là nhây với nhau, vui vẻ xong rồi đi karaoke. Xong cái bạn đó nói gì em cái xong em đang ngậm bia em phun cái phèo vào mặt bạn đó luôn. Rồi chia tay? Không, lúc đó mới quen thôi. Bạn đó đi ra ngoài em nghĩ là chết rồi, địa bàn của con nhỏ này. Nó kêu người vô nó hốt mình. Cuối cùng tự nhiên đâu bà chạy lực vô cái phòng karaoke, bà tự nhiên bất kỳ mình. Nhỏ em mình chia tay bạn trai nó ngoài á khóc lóc sùm gây lộn tùm lum hết á. Bạn hay giải quyết giùm tôi đi. Gì trời. Xong em ra giải quyết, em nói nhỏ vô lỗ tai của bé em của bạn đó thôi. Tự nhiên mà nó hết khóc cười ôm bạn trai luôn. Em nói câu gì vậy? Xong em... bạn đó cũng hỏi em giống câu như anh Đạt hỏi. Có gì đâu, nói đơn giản à. Người đàn ông quan tâm phụ nữ đôi khi có lỡ lời xíu nhưng mà hãy nhìn sâu thẳm vào trái tim họ. Cái câu nói đó mặc dù có thể khó chịu nhưng mà bên trong nó thực sự muốn tốt. Tự nhiên nhỏ nó hết bật luôn. Chuyện đâu mà nó dài mà. Họ gì? Họ Lê phải không? Dạ Lê. Họ hỏi giới thiệu họ tên tôi coi có ai họ Lê không? Không phải, đây có trùng hợp không? Không, đây phải họ Lê. Dạ, Lê. Họ Lê luôn. Thấy chưa? Dạ, em là Lê Thị Phương Thảo. Mày ông có rút ra được là nguyên nhân tại sao mối tình nào cũng chóng vánh không? Cụ thể ngắn gọn. Mối tình gần nhất đi là mối tình 3 tháng. Em rút ra bài học sau một lần. Bạn nó quyết định chia tay với em. Làm em hụt hẫng mà trong đầu em trống rỗng. Em ra bùi viện, em cầm ly bia em uống. Em ngồi suy nghĩ. Tự nhiên em lên Facebook em thấy một status của chị em đăng luôn đúng thời điểm luôn. Có người đến. Đến lúc là lúc đó tự nhiên bỗng nhiên đi sẽ để chúng ta lại cái gì đó. Thì em ngẫm cái câu đó. Em ngộ ra. À, em sáng cái đầu em ra liền. Tại lý do một phần là mình áp đặt nó quá nhiều về vấn đề là phát triển bản thân. Từ giờ đến cuối chương trình tôi không hỏi này câu nào nữa hết trơn. Thiệt luôn á. Em có rồi nghĩ là tại vì mình đến cuộc tình đó vì một câu nói và chia tay cũng vì một câu nói không? Có thể. Đó là cái điểm yếu của em, đó chính là nói nhiều quá về vấn đề phát triển bản thân. Đó. À, em rút ra kinh nghiệm là em không đừng nên nói nhiều nữa. Đúng. Im lặng. Thôi im luôn đi chơi. Em trai, mỗi người có một thế mạnh riêng. Em thì sao? Tình trường như thế nào? Em thì trải qua hai mối tình. Thì mối tình đầu thì em là 3 năm. Hay chứ, 3 tháng người ta 3 năm nè. Rồi 3 năm sao em? Đến cái khúc mà chia tay á,
thì em chủ động em nói bạn đấy, bởi vì có vướng mắc về gia đình ạ. Rồi qua mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai thì cũng được 3 năm nữa. 3 năm nữa? Trời ơi, cậu này hay ha, mối tình nào của người ta cũng 3 năm kìa. Em thấy trong suốt 3 năm tụi em khó tiếng nói chung á. Cụ thể là cái trường hợp gì? Cụ thể là cái quan điểm sống và cái điều kiện bạn đó đưa ra cho em. Điều bạn đó đưa ra làm sao? Một là con trai miền Tây. Gia đình bạn đó chỉ thích con trai miền Tây. Dạ. Hai là về miền Tây và lập nghiệp với bạn ấy. À. Dạ, thì cả hai điều đó em không đáp ứng được. À. Dạ. Rồi bây giờ đến cái mối tình thứ ba. Dạ. Thì em rút cái kinh nghiệm gì của những mối tình dạ. trước, đừng có để 3 năm, 3 năm, 3 năm hoài cuộc em đời đó. Em sẽ tìm hiểu về cái tương lai bạn đó muốn là gì. Bé Nhi, thường là em phải gánh luôn á. Dạ, em bỏ đầy hai đòn gánh luôn á. Rất nhiều hả? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu chục nữa hả? Dạ, hay là nhiều quá anh có thể ngồi tới sáng nghe em nghe dạ. kể. Nếu mà kể mà sợ người cũ em coi chương trình á, kể mà sót á thì cũng sợ mọi người tuổi hơn. Dạ đúng rồi. Rồi thôi, mối tình đầu. Dạ, mối tình đầu là 3 năm. Em kiểu là con gái á, thường là thể hiện tình cảm rất là nhiều, quan tâm yêu thương rất là nhiều. Nên là cái gì mà nhiều quá thường sẽ người ta sẽ không có trân trọng. Em biết là trong đó nó có một cái phần lỗi của em. Nói em là gì? Là do em cái gì cũng lo hết. Dạ đúng rồi. Còn trong đổ thừa người ta không lo gì hết. Chia tay. Dạ đúng. Tiếp nè. Dạ, cái mối tình thứ hai thì kiểu là mình trưởng thành hơn rồi. Mình nghĩ là mình phải tiết chế lại. Nhưng mà sau đó em bị phản bội. Đó kéo dài được bao nhiêu năm? Dạ 1 năm. Dạ cho tới bây giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy mà nãy nổ quá trời. Bây giờ là mọi người trái tim đã bình ổn hết trơn rồi đúng không? Bây giờ là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình để tiến tới một cái đoạn đường dài. Thẳng hỏi Nhi luôn đi, bây giờ cái mẫu người lý tưởng của Nhi là như thế nào? Quan điểm của em á là cho dù mình đặt ra cái hình mẫu lý tưởng như thế nào thì cái quan trọng nhất vẫn là cảm xúc của mình thôi. Khi mà mình gặp đúng người, đúng cảm xúc á thì tất cả những cái hình mẫu đó nó đều không có còn quan trọng nữa. Em thích về hình thức hay là hình dạng hay là cái hình bóng? Em cái gì đó để anh mường tượng anh đía qua coi. Dạ hình thôi, đừng có bóng không. À thích hình thôi. Thì nãy giờ em nghe cái giọng của cái anh chàng áo xanh đây thì em mường tượng ảnh là như thế nào không? Dạ em nghĩ chắc là một người điềm đạm, hiền lành. Cảm giác ban đầu thì như thế thôi ạ. Người ta tưởng tượng mình đó điềm đạm hiền lành đó, còn mình tưởng tượng người ta làm sao? Chắc cũng mình đó cũng điềm đạm, xinh gái. Nhưng mà mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Em thích con gái rất là kiên cường. Dạ. Về ngoại hình có thích chiều cao thấp mập ốm lớn? Dạ chắc em cao cỡ khoét 1m73 thì em nghĩ bạn nữ cần cao 1m55 đổ lên tí. Ok. Còn Tài, mẫu người lý tưởng của Tài sao? Cái hình mẫu của em á là một người con gái. Thứ nhất em rất là thích đi từ thiện. Nếu mà bên nhau mà có một cái hành trình nào đó để cùng có thể là hạnh phúc với nhau á thì phải cùng với nhau có thể là hướng về cái việc đó chính là đi thiện nguyện. Cái thứ hai và cái tiêu chí mà em quan trọng nhất, phải cùng nhau có một bữa cơm gia đình, ít nhất một tuần phải 3 bữa, tại vì từ nhỏ tới lớn em thiếu bữa cơm gia đình. Và cái thứ ba đó chính là về ngoại hình ưa nhìn, với lại cái chiều cao nó sẽ tương xứng với em khoảng tầm những 6. Cái điều em đưa ra nó cũng đơn giản thôi. Sao dạ. Em kìa, em cười qua vậy. Thật ra từ xưa đến giờ em cũng không có đặt ra bất cứ một cái hình mẫu nào cho bản thân mình hết. Chỉ cần người đó có ngoại hình ưa nhìn là được, và at least là phải cao hơn em. Một người hoạt bát, vui vẻ, thông minh. Hồi nãy giờ em thấy hoạt bát vậy đủ chưa? Dạ đủ dư luôn chị. Dư rồi ha. Dạ. Em không thích một người gia trưởng. Nhưng mà nãy em nói em muốn chồng em cao hơn em hả? Dạ đúng rồi. Em cao nhiêu? Dạ 1m65. Bạn này phải cao trên 1m7. Đúng không em? Bên đây cao hết, trên 1m7 hết đó chị. Em cao nhiêu? Dạ 1m75. 1m75 cơ, yên tâm nha. Ở bên kia 1m73. Trời ơi. Giờ tôi thêm khai thác họ nhà gái nè. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt, cùng hai anh và chị bên kia với lại quý vị khán giả. Thì em là bạn của Tiệp Nhi. Tiệp Nhi nó cũng cô gái rất là dịu dàng, nhưng mà cũng sẽ có một số nét cục xúc. Tiệp Nhi sẽ thích một bạn nam hề hước một chút, lắng nghe bạn một chút. Tại vì nhiều khi bạn cũng nói cũng nhiều, sẽ đặc biệt thích những cái người mà thích nghe bạn hát. Em xin phép hỏi một xíu anh ghế xanh. Em cũng chia sẻ thêm là bạn của em á, rất là thích sự rốt rẽn, cái gì cũng muốn liền. Khi em nghe mình hơi có một cái xíu cái sự delay nhẹ. Anh xin tính chính là cái delay đó của anh. Đó là những cái vụn vặt hàng ngày thôi. Còn những cái kế hoạch lớn dành cho một người mình quan trọng á, anh sẽ luôn đúng giờ.
Nhưng mà nãy bạn em á nói em cục xúc là sao? Dạ em quậu nhẹ thôi anh. Quậu là thế nào? Dạ không nói. Không nói có gì đâu, cục xúc. Cái đó cũng là một phần một cục xúc. Một thể loại cục xúc. Cũng một thể loại cục xúc, bởi vì em cũng bình quá à. Thôi bây giờ cục xúc gì tính sao bây giờ á, nói à, hát đi Nhi. Tại vì bạn em nói em thích mọi người nghe em hát. Dạ, vỗ tay. Dạ, vậy em xin phép hát một vài câu, một đoạn nhỏ thôi nha. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Dẫu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy thôi ta đành kết thúc êm đềm. Tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Wow. Mọi người rất chăm chú nghe em hát. Rồi, em đó tài. Em được cái là em đọc rap nó ổn hơn. Ok. Giờ nó gần gần như nói đó. Hay quá. Ok. Nhưng mà cái quan trọng nhất là em không được lời. Trời ơi, mình bắn đại đi. Em nhớ được khoảng tầm 4 câu đầu trong cái bài phiêu lưu ký của anh Dĩ Choắc. Lồng lành lấp lánh kiều xa, lông bào châu báo thiêu hoa, sưng hùng sưng bá nghe vàng trái ló. Em quên câu thứ tư. Hai, rồi ba. Tiếp luôn. Yo. Lồng lành lấp lánh kiều xa. Em làm lại ba câu thôi nha. Ok. Lồng lành lấp lánh kiều xa, lông bào châu báo thiêu hoa, nghe vàng trôi ló. Tình em quên nữa. Duyên quá. Em có một cái yếu điểm là em hay quên nữa. Thuộc được mấy câu? À, hai câu rưỡi. Hai câu rưỡi chứ không được ba nữa. Ờ, cúp dẹp cái nhòi nhà trai luôn đi. Bây giờ em ngồi gái ngồi ghế đỏ, em làm lại đi em. Cứu nó đi em ơi. Em sợ em cũng giống ảnh quá. Không sao, em đừng đọc rap. Em không đọc rap thì em cũng quên lời giống ảnh luôn. Em thấy sự đồng cảm rồi chị ạ. Em im đi. Dạ, nếu như em có hát sai lời thì em mong là tác giả thông cảm. Thấy người ta tinh tế không? Dường như nắng đã làm má em thêm hồng. Làng mây bay đã yêu tóc em. Thẹn nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng. Áo trắng em bây giờ tan trường. Dạ em thuộc tới đó thôi. Ê, chết cha rồi, nhà trai tôi lép dế về. Trời trời, hai cô gái hát hay quá. Em làm gì vậy em? Em vẫn đáp lại bên kia, em hát được. Đừng làm chị mất mặt nữa nha. Rồi. Chứ thằng Tài nó làm chị lên thăng sông rồi đó. Được không? Dạ được. Em xin thể hiện bài hát là Chuyện của mùa đông. Mà em cũng thuộc mỗi khúc đầu thôi. Một sáng thức dậy, nhìn thấy em bên mình. Thấy em ngủ vui trong vòng tay anh. Cuộn tròn thì thầm bên anh. Kìa nắng lên rồi, buổi sáng in vui trong tiếng nhạc. Có bao giờ đông ngọt ngào đến thế. Mùa đông dịu dàng đến thế. Lắng nghe tin em khẽ cười. Wow, phiêu ghê ha. Thôi được rồi, cũng lấy lại phong độ rồi. Hỏi nhà gái, còn hai bạn. Bây giờ là mình đi theo ủng hộ bạn ghế đỏ đúng không? Bây giờ bạn mình Thảo, cho ý kiến bạn Thảo nè. Bạn Thảo nè, ý kiến hai chàng trai của tôi nè. Dạ, em chào các anh chị trong trường quay. Em là Huỳnh, em là em đồng nghiệp của chị Thảo. Về hai chàng trai thì em thấy là mỗi một anh cũng có một cái điểm thú vị riêng. Nhưng mà em muốn hỏi anh ghế đỏ là cái nghề MC là mình cũng phải chạy show nhiều đúng không anh? Thì em không biết là anh có thể dành thời gian được cho bạn gái của anh nhiều không? Chắc chắn được. Với hình ảnh từ nhỏ của mình không được gia đình, không được tình cảm với nhau lắm. Nên là mới suy nghĩ rằng sau này mình phải sắp xếp được thời gian cho gia đình. Cái thứ hai nữa, từ 2017 là tập thói quen là mỗi tháng đều phải về nhà một lần để kết nối lại với gia đình. Ý mốt có bạn gái là hàng tháng sẽ gặp mặt một hai lần đi chơi. Nhiều hơn được không anh? Có một hai lần thôi hả? Đông, mục đích là một tuần phải gặp hai ba lần. Ba mẹ thì hàng tháng gặp một hai lần, còn bạn gái thì tuần gặp một hai lần. Có hiếu lắm. Rồi em gái muốn hỏi gì kìa, hỏi đi cưng. Em cũng có một câu hỏi cho anh ghế đỏ luôn.
cái tuýp người phụ nữ lý tưởng của anh ấy là một tuần sẽ nấu cơm, ăn cơm ở nhà ít nhất là 3 lần. Vậy thì cho em hỏi là đấy có phải là một điều anh có thể thỏa hiệp được không? À, anh có nói trong cái quan điểm của anh đó chính là quan trọng là được ăn cơm cùng nhau, chứ không phải là bắt cô kia nấu cơm. Chính xác. Vậy có nghĩa là anh nấu á? Anh nấu, anh vô bếp nấu cơm cho gia đình ăn được. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ là mở cửa trái tim cho các bạn gặp gỡ nhau, được chưa? Mở cửa trái tim. Tèn 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 tèn. Cửa trái tim đi nào. Wow. Có điện gì bắn chưa? Bắn đi. Điện âm ỉ trong đây rồi chị. Âm ỉ hả? Dạ. Trời ơi, sao đứng hình luôn vậy? Muốn làm gì làm đi. Ai, chứ mình sân khấu đây là của em đó. Được tặng đúng người hả chị? Ủa, em muốn tặng ai em tặng chứ chị, tự nhiên tùy theo cảm xúc của em. À, trước tiên thì cái món quà này là cái thói quen tại hay tặng quà cho người thân á, người quen là đa phần là thích tặng sách nhiều hơn chứ không có ít tặng hoa đồ thế này cái kia lắm. Có một cái hai cái từ mà tại rất thính cho thích trong cuộc sống, thứ nhất là từ đáng giá và từ đắt giá. Thì hôm nay em tặng cái món quà đó là một quyển sách tên là Bạn đắt giá bao nhiêu. À, này tại xin phép tặng bạn. Em có thể làm cái dáng hình nền nó được cho anh coi được không? Báo giá luôn nè. Một tay đúng không? Đó. Rồi rồi được. Rồi đây nè, em chặn trực tiếp luôn đi. Rồi báo giá luôn nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thật ra thì cuốn sách này đã có một người ngồi ở trước kia đã tặng cho em và em đã đọc rồi. Dạ, và em rất thích cuốn sách này. Như em nói thêm một điều nữa, mọi thời điểm đọc nó sẽ khác nhau, trải nghiệm khác nhau. Ừ. Lành quá à. Và tặng quà xong chưa? Dạ rồi. Không vừa về chỗ. Để người này khác nữa. Đó, không cần nói nhiều. Trước tiên thì anh không phải một người thôi. Thì anh nghĩ là trong cuộc sống á, em sẽ có những cái stress hoặc là những khó khăn trong cuộc sống. Thì anh nghĩ là bó hoa này nó sẽ làm em thoải mái hơn, dễ chịu hơn để mình tiếp tục cuộc sống này nhé. Dạ, bó hoa này nó sẽ làm em béo phì. Lần đầu tiên gặp mặt nhau thấy như thế nào? Khi em stress em sẽ làm gì? Dạ, khi mà em stress á, thường là em sẽ kể với mẹ, kể với bạn bè, kể với nhiều người nhất có thể. Hôm nay có anh được không? Anh cũng rất thích nghe người khác nói chuyện. Em thích là mình có một cái không gian riêng để mình tự chữa lành cho mình ở bên trong. Mình tự anh suy nghĩ lại những cái căng thẳng của mình đã qua. Anh sẽ tôn trọng những cái khoảnh khắc riêng tư của em. Mày đã quyết tâm ha. Ê, tính ra này nó cũng lanh quá ha. Quyết tâm. Nếu mà để bạn nữ là phải biết tên. Bạn này tên gì? Nhi ạ. Trời, hay. Đúng không nè? Đó, vậy là có chứ bộ. Cảm nhận của Tài. Ừ. Bạn học võ gì vậy? Bobby Nam. Ủa, hẹn hò hay là hẹn nhau quýnh lộn vậy? Mấy bạn ơi, đừng có lộn chương trình không? Bạn nghĩ sao về mình? Vậy thì tại sao bạn không nghĩ sao về mình? Mình đang hỏi trước mà. Nhưng con gái có quyền được hỏi ngược lại. Chị từng yêu cầu em hỏi đúng không? Em không chịu hỏi trước. Thấy căng căng nữa rồi đó, cãi lộn nữa kìa. Quýnh lộn. Hôm nãy hỏi gì quên ta? Ý là quên cái câu đó rồi. Cảm nhận. Rồi. Cảm nhận sao vậy em? Không có tâm gì hết. Cảm nhận của anh về em hả? Về cái chiều cao thì ok, ngoại hình dễ nhìn, da sáng, gương mặt này em để ý thì hơi góc cạnh xíu, tức là em nghĩ là bên trong cũng khá là đanh đá. Em thích kiểu vậy đó, em thích kiểu vậy đó. Trước tiên thì mình thấy là Tài cũng rất là dễ thương, vui vẻ, hoạt bát, cũng chịu nhiều mình. Đồng thời thì mình cũng rất là trân trọng khi mà Tài nói là Tài thích những cái hoạt động từ thiện. Đối với mình thì mình cũng rất thích những hoạt động đó. Và về gia đình thì đúng là mình cũng rất là muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Ủa, nhớ cái vụ mà mối tình đầu đó, rồi mình kêu mày tao, rồi sau đó cái mình kêu bạn kêu tên, sau đó mình kêu anh em, mà hình như Tài nó lớn hơn em, sao em kêu bằng tên không kêu bằng anh vậy? Dạ, tại nhìn thấy xem không có đâu, tao lớn tuổi hơn. Không, mặt em trẻ chị. Kêu người ta bằng anh đi. Mà em cũng khoái với kiểu mà kêu mày tao. Ok, em đi, tôi bình giận em đó. Ôi, hai tay này thiệt luôn á. Đâu, quan điểm về hôn nhân em như thế nào? Quan điểm của em á, hôn nhân là một cái gì đó rất là thiêng liêng. Nên em sẽ kết hôn khi mà em đúng người, chứ sẽ không kết hôn vì mình đến tuổi phải kết hôn. Và em là một người hướng về gia đình nhiều. Em nghĩ về cái tài chính trong gia đình thì ai sẽ là người quản lý? Nếu ai quản lý tốt thì người đó quản lý. Nhưng mà em vẫn muốn một bạn nữ. Em nghĩ là khi mình lấy vợ là mình có quỷ đen không? Dạ, cái đó thì cũng tùy. Tùy cái gì? Tùy là mỗi tháng bạn nữ cho mình bao nhiêu. Em hỏi thử đi. Em nghĩ bao nhiêu là đủ?
Dạ, em nghĩ là không nên có tiền riêng. Em sẽ lo tất cả mọi thứ, từ ăn sáng, ăn ở nhà. Em có thể chuẩn bị cơm cho anh đem lên công ty. Không có một khoản riêng nào luôn em à. Em nhắm gì em sống nổi không Đạt? Em rất thủ đoạn kìa. Chứ em phải em bê tông cốt thép, nhận như là khuôn khổ này đâu. Em đôi khi em phải có một cái những cái hầm rồi. Vậy là có quỷ đen. Cái chuyện đó chị... Trời ơi. Nhưng mà em đồng ý. Đồng ý cái gì? Em đồng ý là người đàn ông phải có quỷ đen. Tại sao? Tại sao? Tại vì ví dụ như những dịp lễ chẳng lẽ ảnh không thể nào tặng quà cho em, tại là ảnh đưa hết tiền cho em rồi. Em không thích cái người nào mà tự nhiên chuyển tiền em tự đi mua đi không. Em thích là người đó phải chủ động. Khó ha, thấy chưa, đàn phụ nữ khó lắm. Nói về những ngày lễ vậy á thì em thích tự mua quà cho em hơn. Bản thân em biết là mình thích cái gì. Và em nghĩ là em vui là cái món quà tốt nhất cho cái người đó. Hay quá. Ôi rồi bây giờ giả tỷ ra đường rồi nó gặp bạn gặp bè rồi này kia rồi coi như là cái gì cũng phải về xin em hết trơn hả? Em nghĩ là ảnh là một người tốt á, anh sẽ có những mối quan hệ tốt. Là không cần tiền phải không? Dạ đúng rồi. Rồi. Sao cưng? Với cái nghề của mình nè, đi ra ngoài nhiều, giao thiệp nhiều, cần mua quần mua áo là được. Bây giờ vợ không cho đồng bạc nào, em thấy sống sao? Em thấy ổn không? Căng cái gì? Căng hả? Nhưng mà với vấn đề tài chính của em á, em được cái là em có thói quen là em sẽ kiếm cách để kiếm nhiều nguồn. Ví dụ như lương MC đó, cầm gì thì cầm đi. Còn cái lương, tại vì em có nhiều cái nguồn cách kiếm tiền khác. Tại vì thực sự ra ví dụ như giờ em đi công việc đó, mối hẹn em thì người yêu đâu có biết được đâu. Lúc đó tôi đi làm công việc. Thì vậy là gọi là quỷ đen ơi. Nó còn không chịu nữa là có quỷ đen đúng không? Hỏi có nhiêu trong túi vậy, vẫn công khai có nhiêu túi. Ở đâu tiền ra nhiều vậy, ở kiếm nhiều nguồn. Vậy là cái này nguồn này là anh đưa em, còn nguồn này là để anh chi tiêu phải không? Dạ đúng rồi. Thấy vậy được không em? Dạ Thảo. Dạ được. Nhưng mà đều phải cân bằng nha. Cái đưa cho mình nó phải cao hơn cái ghi nguồn riêng nha. Đương nhiên. Theo em là bao nhiêu là cái phần trăm bao nhiêu 82 chị. Chị nghĩ cũng phải nhã cho nó, không ấy cho nó một đi em chính nó một. Chứ vậy tội nghiệp mà em chị lắm em. Tự nhiên em xiết hết trơn, nó bể bánh xe, nó phải xin tiền em. Nó phải gọi phải tham, em ơi anh bể bánh xe chỗ này nè. Vừa quần áo em có lo quần áo cho dạ, tao. Dạ đương nhiên em lo chứ ạ. Dớ đồ. Dạ. Mà biết chồng mình thích màu gì không nữa, ai biết nữa. Dạ anh thích em thì em thích là anh phải thích. Wow wow wow. Là cái khúc đó là chỉ có được em được quyền nhìn thôi. Wow, wow. Cuộc thương lượng này tới đây là hết rồi. Bạn nữ có muốn có cảm xúc gì với bạn nam nữa không? Dạ, em tặng cho anh cuốn sách vui vẻ không quạo trước cái sự cục xúc của em. Mong anh ngày nào cũng vui vẻ. Vui vẻ không quạo. Nhỏ lấy tiền hết, nhỏ biểu đừng quạo. Trời ơi, nẹp, nắm tay đi, nắm tay nhau để truyền cảm xúc. Nhỏ bị phong thấp hay gì mà tay ướt nhẹp vậy? Không sao, anh sẽ sửa ấm. Anh sẽ sửa ấm em hả? Xong chưa? Về rồi. Về chỗ. Em, qua đây. Nắm tay đi cưng. Cứ coi nhỏ có phải bị phong thấp không hay là tại ấn lạnh. Em coi cái luồng điện nó là âm hay dương. Em test giùm. Dạ, âm dương hòa hợp. Cảm nhận vậy đủ chưa? Dạ được rồi chị. Cảm ơn em gái nha. Mời Thảo. Em có chuẩn bị hai món quà cho hai bạn luôn. Quà. Em. Cảm ơn em. Dạ. Cho hai bạn nắm tay xíu để nắm test. Nắm tay hả chị? Cũng được nữa. Đưa tay đây nào. Nhắm mắt lại em ơi, mới định thần được. Coi chừng trái phải nó lộn nhau á. Được chưa em? Rồi em có bị loạn xạ gì không? Em thấy em không có bị bệnh tim nên thành ra mọi thứ bình thường. Cảm nhận mỗi bàn tay khác nhau đúng không? Dạ khác, bên này lạnh bên này nóng. Rồi cảm ơn hai bạn. Thực ra thì món quà này có một câu em muốn tặng cho mọi người, đó là có em là có tất. Có tất, có tất thì có thất tiệt. Bây giờ là đến cái thời khắc quan trọng, cho nên mình phải thật sự có cảm xúc với cái người đó thì mình mới bấm chọn cái người đó. Mình không thích thì mình có quyền không bấm. Mình thích ai mình có quyền bấm. Chúng ta sẽ bắt đầu đến giây phút đưa ra cái quyết định của mình sau 5 giây. Năm, bốn, ba, hai, một. Thì em thấy mình cũng nhiều ưu điểm á. Yeah. Em biết em đẹp. Thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Để mình tiếp tục cuộc sống này nhé. Áp đặt nó quá nhiều về vấn đề là phát triển bản thân. Điểm lớn nhất của em đó là em rất là nóng tính. Phải cùng nhau có một bữa cơm gia đình. Kế hoạch lớn dành cho một người mình quan trọng á, anh sẽ luôn đúng giờ. Bấm. Có ai bấm không? Có ai quên bấm không? Mày bấm hoài, bấm một cái. Làm em hết hồn. Đêm nay em lại khó ngủ. Cảm xúc nó không truyền tới được.
các bạn không có rung động với nhau thì làm sao mình biết được. Mời hai bạn trai bước lên. Mời hai bạn nữ bước lên. Hôm nay thiếu chút duyên thôi ha. Thế còn em? Dạ cũng không sao ạ. Mặc dù ngay tại đây chúng ta chưa có kết nối được với một cái người gọi là cùng chung một cái suy nghĩ, cùng chung cái quan điểm, cùng chung cái dòng cảm xúc của mình. Biết đâu thì trong một ngày gần đây các bạn cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Chúc cho tất cả vui vẻ và thành công trong công việc nhé. Bye bye. Tiếp thị đa số là busy, bạn gái em hiểu lầm và ghen. Ồ, thích cạo trọc tóc xăm trổ nhiều. Bên đây sợ xăm lắm, bên đây hơi bị đê. Kính thưa quý vị, và bây giờ Tường đã ngồi đây, ngồi ngay trước một cái cánh cửa trái tim như thế này, nhưng cái tim đang khép lại. Phải chờ xem lát nữa hai nhân vật này sẽ mở cửa trái tim như thế nào. Hello em trai. Dạ em chào chị. Bây giờ em phải chờ chị Tường một chút xíu, Tường sẽ ra ngoài để mời bạn gái mà ngày hôm nay sẽ hẹn hò với em vào đây. Dạ. Nha. Dạ. Rồi. Đưa đây, đây chị cầm cho. Rồi ok, thẳng tới đi em. Rồi đây là cái ghế nè, em có thể ngồi vô. Đó. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, chào hai bạn. Bây giờ thì cả hai bạn đều đã ngồi vào vị trí của mình rồi. Các bạn có thể mở mặt nạ ra để cảm thấy thoải mái hơn. Trước tiên là hãy giới thiệu về bản thân mình trước. Dạ em chào chị Cát Tường, chào bạn ở bên kia. Em tên là Nguyễn Minh Nhật, em đến từ Sài Gòn và em đang làm phó phòng kinh doanh của công ty nông sản Lavica. Dạ em năm nay 30 tuổi. 30 tuổi, quê dạ. Mình ở Sài Gòn luôn hay là ở dạ, đâu? Dạ quê mình ở Sài Gòn luôn. Ở dạ. Sài Gòn luôn, quê 30 tuổi, công việc cũng tương đối ổn định rồi đúng không? Dạ. Mời em gái. Chào chị Cát Tường, chào anh bạn chơi bên kia ạ. Em tên là Phúc, hiện là em làm về quản lý chất lượng của xét nghiệm. Em 31 tuổi. Xét nghiệm là xét nghiệm về... Ví dụ như chị đi lấy máu đó chị. Ồ, oh, dạ. Vậy là mình làm trong bệnh viện hay sao? Dạ không, tức là trung tâm em chỉ là kiểm tra chất lượng của những cái chỗ mà họ làm xét nghiệm, chứ bên em không có trực tiếp làm. À. Em quê ở Bến Tre. Quê Bến Tre. Dạ. 31 tuổi là sinh năm bao nhiêu? Dạ 88, 1988. Dạ. Em sinh năm bao nhiêu? 89. 89. À, em có ngại khi bạn trai mình nhỏ hơn mình chút xíu không? Dạ, vấn đề là nếu như mà người bạn trai chững chạc, đủ già hơn em là tốt chị. Chững chạc, đủ già, phải bản lĩnh nữa. Em có cảm thấy đủ tự tin không? Tự tin. Tự tin thì phải kêu em ơi hãy cho anh cơ hội. Em ơi hãy cho anh cơ hội. Đúng rồi, anh có những ưu điểm và khuyết điểm gì? Anh rất là hòa đồng. Ừ. Và anh có ý chí cầu tiến, chịu trách nhiệm những hành động của mình làm. Không nhậu nhẹt và không hút thuốc. Không nhậu nhẹt, không hút thuốc. Một chàng trai ở thời buổi 4.0 này hơi khó. Có tài lẻ gì không? Thì em cũng có khả năng hát nhưng mà không được hay cho lắm. Ok, bây giờ hát bài cho không khí nó vui lên, tặng cổ cũng nghe trước rồi để cũng nghe giọng của đoán hình nền. Từ bao lâu nay anh vẫn mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi anh đâu hay, ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây, những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lắng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Quên đó. Làng hơi cũng làng hơi ca sĩ lắm đúng không? Dạ. Cũng đất ghê lắm mà được. Bây giờ tới phiên em đó. Em cũng vui vẻ hòa đồng, đến một nơi là em có thể là chủ động làm quen và kết nối các mối quan hệ. Còn về khuyết điểm của mình thì có lẽ như là em là một người nóng tính, nóng vội, có những lúc mà tình cảm nó lấn át quá lý trí thì mình lại không có kiểm soát được. Tình trường của hai bạn thì sao? Em đã có trải qua hai mối tình, có một mối tình mà em đã trải qua 1.5 năm, tụi em làm chung. Câu mà người ta nói là làm chung thì với nhau không có phù hợp thì cũng là đúng. Cho nên là em hy vọng là tìm được một người nào đó mà không có cùng làm chung ngành. Nhưng mà phải hiểu được cái việc làm của mình và ủng hộ, thông cảm cho mình đúng không? Đúng rồi chị. Thế còn em, tình trường mình như thế nào? Thì em cũng trải qua hai mối tình. Trước em thì em làm trong ngành quảng cáo á. Em quản lý nhân viên tiếp thị, đa số là busy. Bạn gái em
thử lầm và ghen. Nhưng mà thật em có cũng ngó nghiêng, ngó ngửa, ngó dọc, ngó ngang không? Không. Nhân viên của mình không à. Em nghĩ bản thân mình có phải là người chung thủy không? Có à. Chắc chắn? Chắc chắn. Em có tật xấu gì không? Thì em lâu lâu em cũng hay quyết định hơi vội vã trong cuộc sống. Thì mỗi khi vấp ngã hoặc là mỗi khi buồn hoặc là mỗi khi buồn em hay ngã hả? Thì em hay đi đâu? Đi quán bar với bạn. Trời ơi, hết hồn luôn, tưởng đâu làm cái gì. Hay đi quán bar vậy là dạ. Cũng ăn chơi dữ lắm không? Có lâu lâu rồi chị. Lâu lâu thôi hả? Thế còn em có tật xấu gì không? Em nghe anh bên kia nói là nóng tính, em cũng sợ. Tại vì em cũng nóng tính. Hai bên mà nóng về không biết cháy nhà lúc nào. Ngày xưa thì em nóng thì em sẽ nói hết mọi thứ ra mà một cách không kiểm soát. Với những người thân thì cái tính nóng của em nó lộ rõ hơn. Em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Mẫu người bạn trai của em là điềm đạm một chút để hai người cùng có thể chia sẻ và giải quyết được vấn đề với nhau. Ta nói là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Nhưng mà em chỉ cần là luôn luôn lắng nghe và trả lời, không cần hiểu. Im lặng rất là đáng sợ đúng không? Dạ. Chị cũng rất là sợ ai mà cứ im. Đúng rồi. Thích hay không thích, ví dụ mình nói phải có cái phản ứng để mình biết là có đang nghe mình nói hay không. Vậy còn em muốn tìm một mẫu người như thế nào? Biết chia sẻ cảm thông với công việc của em. Nếu mà nóng tính thì một người nóng thì một người nguội. Tên căng thì bên phải dùng đó. Về ngoại hình? Thì ngoại hình thì thấp hơn em xíu là được. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m67. Còn gì nữa? Cao, thấp, mập, ốm? Quan trọng là cái tính cách của người đó có phù hợp với em hay không. Rồi. Biết yêu thương gia đình, ba mẹ hai bên. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình? Chắc là cao hơn em chút xíu là được rồi. Không, nếu cần thì em mang về thấp. Chưa gì hết, đã thấy quân binh bạn trai rồi. Gì nữa? Đó là không thích cạo trọc táo tâm trổ nhiều. Sợ xăm lắm. Bên đây sợ xăm lắm. Không có bụng bia thì tốt. Chị sẽ đưa hình của em cho anh này xem để anh tìm ra em. Dạ. Em hãy nói cho anh nghe ba từ về bản thân mình. Em rất hay cười, vui vẻ, răng em rất là đẹp. Hay cười, vui vẻ, răng đẹp. Tìm đi cưng. Đoán đúng có thưởng nè. Vân vân giữa. Giữa. Em đã đoán trúng rồi đó. Thời khắc quan trọng đã đến. Bây giờ chị Tường mở cái cửa ha, trái tim này ra để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau để xem cái cảm nhận của mình đoán có đúng hay không nha. Xem số, so số, xem số, so số. Nhưng mà sai rồi, xé đi cưng. Tự thấy xấu hổ chưa? Xấu hổ rồi chị. Xấu hổ rồi ha. Cảm nhận đầu tiên khi hai bạn mở cửa trái tim ra, hai bạn nhìn thấy nhau thì bạn cảm nhận như thế nào? Nụ cười duyên. Bạn dễ thương à. Nãy em tính tổn đây mà. Tính chặt rồi. Thế còn em gái, em cảm nhận như thế nào về người bạn trai ngồi trước mặt của mình? Lúc nghe giọng nói thì em nghĩ là anh sẽ ốm hơn. Nghe giọng nói mà biết ốm không ạ? Nghe nó thanh thanh đó chị. Có nghĩa là những cái hình nền không có trúng với cái gì em đoán đúng không? Bao lâu nữa thì mình sẽ kết hôn nếu như mình tìm được người vừa ý? Thời điểm là do hai bên thống nhất, em không có vấn đề gì khó khăn. Dạ. Em thì tầm 6 tháng đến 1 năm, mà chủ yếu là hai đứa có tìm hiểu nhau đủ chưa. Bây giờ chị sẽ cho hai bạn thử một cái trò chơi rất là cũng là khá vui. Bốc trúng yêu cầu gì là mình phải làm. Không được đổi, không được đòi bốc lại. Rồi, em hãy đọc lớn lên. Cái gì mà hốt hoảng dữ vậy? Bạn hãy hôn tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nữa nào? Hả? Đưa qua chứ còn chờ gì nữa. Cứ lên đi, mắt công người ta chồm. Để tôi tiết lộ cho nghe một bí mật, hôn đi rồi tôi tiết lộ cho nghe. Em thấy bàn tay ấm. Em thích người có bàn tay ấm. Tại sao chị nói em là phải đứng lên đưa tay qua cho cổ biết không? Dạ. Bữa nay hẹn hò đó rồi cổ là chắc là tâm thần bị hơi bấn loạn hay sao. Hôm qua mới bị té, bây giờ cái chân là đi cà nhắc, có băng bó nữa kìa. Chút xíu nhớ săn sóc vết thương nha. Dạ. Bóc đi cưng. Bóc câu đi qua hung chân nè. Bạn hãy trả lời một câu hỏi bất kỳ từ đối phương. Giả sử như hôm nay có một việc rất là gấp ở công ty thì anh có đến không?
hôm nay đám cưới của sếp anh á, sếp anh mời anh là lễ phụ cho sếp anh, nhưng mà anh đã bỏ và đã tới đây. Rồi, câu trả lời rất là vừa lòng ha. Dạ. Bây giờ đã đến lúc phải ăn thôi các bạn ạ. Dạ. Hôm nay thì Tường có đã gọi sẵn cho các bạn thức ăn nhanh của quán Mr. Stick. Mọi người nếu mà muốn thưởng thức những món ăn nhanh tại Mr. Stick thì mọi người có thể gọi điện thoại là 028-6275-4069 cả nhà nha. Và hôm nay thì Tường đã order sẵn cho hai bạn rồi. Đây là cơm bò sốt cây Hàn Quốc của quán Mr. Tip. Mình có thể đến ăn trực tiếp luôn tại địa chỉ này, hoặc là mình cũng có thể là gọi điện thoại số hotline có sẵn lên hộp cơm luôn. Bây giờ sẽ cho các bạn ít phút để mà vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau nha, tìm hiểu nhau thật là kỹ. Một lát chị Tường quay trở lại là chị Tường sẽ biết được kết quả hai bạn có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không. À, mời em dùng. Dạ mời anh. Em ăn được cay không ạ? Em ăn được cay rất là ít. Cũng không ăn được cay. Anh làm bên kinh doanh chắc cũng thường hay tiếp khách nhỉ? Nhưng mà anh không ít uống bia rượu. Thế rồi tiếp khách làm sao? Thì có người khác uống giùm. Hiện tại là anh đang ở đâu? Anh đang ở quận 12. Rồi em đang ở đâu? Em ở Bình Tân. Cũng gần. Cơm này khá cay. Dạ, cay quá. Ví dụ như là một bạn nữ trong công ty anh sẽ nhắn tin cho anh hỏi han, giả sử như thân mật một chút, giả sử mà anh đã có bạn gái rồi, hoặc là anh đã có vợ rồi thì anh sẽ trả lời như thế nào? Nếu mà anh có bạn gái rồi thì anh chưa trả lời. Còn em, nếu mà nhân viên của anh nhắn tin cho anh, nếu mà em thấy thì em sẽ nghĩ như thế nào? Quan trọng là anh có kể cho em nghe về những người đó hay không? Anh sẽ kể cho em là nhân viên của anh là có những ai, những ai. Nếu như mà anh đã nói là anh có những người bạn này hoặc là những nhân viên này nhắn tin, nhưng mà đừng có ngọt ngào quá là không được. Nếu mà quen thì mình phải tin tưởng lẫn nhau và chia sẻ với nhau. Lúc trước anh cũng hay đi Đà Nẵng, thì lâu lâu thì cũng đi 1-2 tuần. Thì em có ghen hay không á? Em đi theo luôn. Chưa? Dạ rồi, cay quá chị ơi. Cay quá hả? Em không cay. Biết ăn cay. Cay hả? Nãy giờ hai bạn trao đổi được nhiều chưa? Cũng được khá khá. Được khá khá. Thời gian tâm sự trò chuyện là hết rồi. Bây giờ nếu như các bạn đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau á, thì các bạn sẽ cùng nắm tay nhau ra về, có thể hẹn hò xem phim. Nếu như các bạn không đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau, các bạn vẫn có cơ hội tham gia chương trình offline. Các bạn muốn hẹn hò, hãy suy nghĩ thật kỹ khi chúng ta quyết định bấm nút. Và trước khi đưa ra quyết định đó thì hai bạn hãy nói cho đối phương biết hiện tại cảm nhận của mình như thế nào, để có thể bày tỏ được cái nỗi lòng của mình ngay trong giờ phút này. Anh muốn tặng em một bài 4 câu thơ. Mãi mãi trong tim một bóng hình, một người lãnh trọn trái tim tôi. Ngoài ra tất cả đều vô nghĩa, tất cả xa ngoài ánh mắt tôi. Cảm ơn anh. Bài thơ này là mới sáng tác hay sáng tác sẵn, hay là thơ này là thơ sưu tầm ở đâu? Sáng tác. Em sáng tác? Dạ. Sáng tác hồi nào? Mới hồi nãy. Tin được không? Tin được không? Tin sơ sơ. Em dễ tin lắm. Miệng lưỡi lắm á, dữ dằn lắm nha. Rồi em cảm nhận như thế nào về ảnh? Trước khi kéo cái rèm ra thì em có một cái cảm nhận khác. Khi mà kéo rèm ra thì em cảm giác là anh chín chắn hơn, chững chạc hơn cái suy nghĩ ban đầu của em. Cảm giác đây là một người em có thể tin tưởng được. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Chúng ta hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ lại tất cả những gì chúng ta đã chia sẻ với nhau từ nãy đến giờ. Hãy bấm theo trái tim của mình. 1, 2, 3. Hai mảnh ghép của trái tim đã cùng sáng đèn lên. Hãy chăm sóc bạn gái ấy nha. Dạ. Bây giờ chúng ta có thể nắm tay nhau rồi. Cảm nhận cái nắm tay này như thế nào em? Không thể tả nổi. Không thể tả nổi. Các Tường xin gửi tặng hai bạn một cái vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúc hai bạn có những khoảng thời gian ở bên nhau, tìm hiểu nhau và xem những bộ phim thật là lãng mạn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều.